Mày có cả súng á? Mày ốp. Mình bắn người vô tội. Thế là mình chết rồi. Oh! Mình chết rồi. Yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Zeros và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình hôm nay. Mình có một vài cái câu hỏi nhỏ nhỏ. Các bạn đã nhớ là mình đã từng chơi Roblox Grand Prix cùng với Chuối và Buro như thế nào? Lúc đó chúng ta chưa có được gọi là sao ta? Chọn kiểu như là mình chưa thể nào mà kiểu có thể vô ăn cướp ngân hàng rồi đào tạo một cách gọi là epic nhất ấy. Nên là hôm nay rất nhiều bạn kêu mình chơi lại Minecraft rồi mọi người, Roblox Jam Break và yes, Roblox Jam Break. Mình sẽ chọn gì đây, Police hay là Prison? Mình hồi trước thì mình đã từng chơi Prison, có nghĩa là tù nhân rồi, và hôm nay mình sẽ chơi Police và confirm what's going on. Ok, mình có gun. Woo, have a gun, man. Mình có cái còng tay rồi, mới còng người ta, một cái chai chích điện để mình chích người ta. Wow. Where well, rồi, tù nhân rồi hết rồi. Tù nhân nó chạy thoát rồi à? Oh my god. Ship này ép để mà đánh, ép đánh à? C để làm. Ok. Hey, hello. Anh nhau không? Này bụi. Thằng này chắc không làm gì đâu. Ok đi thôi. Ok. Mình có thể ngồi được cái kiểu này. Và mình nghe tiếng, có nghe tiếng chuông báo hiệu là tù nhân đang vượt ngục. Mình sẽ thử đi ra ngoài xem. Tù nhân nó hay có thể móc túi được mình, để bạn, nếu các bạn chưa biết, móc túi mình và lấy được những cái món đồ từ mình. Cho tôi ra vậy. Cho tôi ra nào. Cho tôi ra bạn ơi. Ok, làm sao, cảnh sát làm sao ra đây nhỉ? Ok, cảnh sát các bạn có quyền lợi phải chứ. Chúng ta có được key kẹt để mà vào được mấy chỗ này. Ok, mình sẽ đi ra ngoài nhưng mà mình không biết đi ra một cách nào đây. Vào được đây không? Ok. Cảnh sát thật là chất lư. Mang cái gun này đi. Phải mua nó à? Tại sao? Mua cái giáp à? Tụi này phải mua giáp mới có thể đánh được tù nhân vậy sao ta? mình đó có cái gì này? Một cái rương à, open. Skip yellow. What? Yellow mình có gì? Open. Bụp in. What? Đó có cái gì được từ đây nhỉ? Có gì đây? Cow. Mình không biết mấy cái này sẽ làm gì vậy, các bạn có thể comment phía dưới giúp mình. Cuối cùng là purple. Blue à? What? Thế là chúng ta đang có cái gì nhỉ? Tiền. Đây rồi. Kill 10. What? Cảnh sát nó có nhiệm vụ là giết 10 người á. Cảnh sát gì kỳ vậy? Cảnh sát ơi, anh có lý do gì, anh có thể giải thích giùm em? Cảnh sát mình chỉ giết người, 10 người là sao anh ơi? Ok, lên đây, chúng ta sẽ có được cái máy bay. mình nghĩ chúng ta sẽ cùng lái đi. Ok, nhưng mà làm sao để lái nhỉ? Làm sao để lái đây? Driver, ok. Woo! It's your boy. Bây giờ lái sao đây? Lái sao? Giờ không biết lái sao luôn. Ok, cứ bay ngang vậy hả? Cái gì là tông xuống đất không? Không có à? Chắc là không có đâu các bạn. We đi xuống đất này. E đi lên đúng không? E đi lên. Ô, có bóp còi đây. Ok, thành phố đâu giờ? Lên nào. Thành phố đây rồi. Chúng ta có thể bắt vài người ở chỗ cái ngân hàng ở gần đây. Theo mình nghĩ là vậy. Cái này xe như tiếng xe hơi ấy. Vãi trưởng, nó nằm ở đâu đây này? Cái ngân hàng nằm ở đâu? Ok, there we go. Nó sẽ từ đây lên trên đây nhá. Và đáp xuống. Ok, nhảy ra khỏi đây đi. Ok, bay. Ok. Out. Chứ nó còn sống. Leave me alone. Just leave me alone. What the heck? Ê, mày làm gì ở đây vậy? Ok, mở. Cảnh sát cũng không được vào đây à? What?
Thằng nào đây đây? À cảnh sát à, cảnh sát à. Ok. Mình không biết. Yeah, 500 đô để mà mua cái này. What? Ăn giết người cướp của mày bạn ơi. Oh my god. Ok. Close. Cửa này đóng rồi mà. Đồ nhân đâu này ta? Ok, enter. Get. Ok, chở mình đi nào. Ngon. Hello man. Đi đâu ơi? Đi đâu ơi? Ôi what? Đi đâu ơi anh bạn ơi? Đâu ấy? Hey. I am yet in my breakfast. Oh, grab start day with. Okay. Nhưng mà mình cần xe. Mình không nghĩ là ở đây có xe đâu. Nếu mà mình lấy thêm nữa, mình nghĩ là chúng ta cần. Ủa, chúng ta phải ngồi dưới đây. You can stand getting a set to deal with it. What man, chỉ hướng dẫn tụi kia à? Nó không chở mình đi. Nó hướng dẫn tụi kia chơi game à? Fuck you bro. Mình sẽ chích điện mày. Mày hay bưởi. Cái này cái cây chích điện nhưng mà ui đạp đạn hơi lâu. Ok. Chúng ta đang ở ngân hàng, không vào được. Chán ngân hàng và là bái cửa được không? Không. Chắc chắn là không rồi. Dạ, để mình phải tắt cái chat đi. Đậu xanh, nó cứ để chat như thế này thì cứ ngồi chat nhắn tin mãi, không chịu giúp mình gì cả. Ok, để mình xem nào. Chúng ta có cách reset level, reset character không? Mình sẽ reset character để mình về chỗ kia. Và mình nghĩ là criminal đang có khá là nhiều. Ok, mình đang về đây rồi các bạn ạ. Criminal đang có cũng tầm... Ê, chúng ta nào, không mượn vào đây. À, what the? Từ từ anh bạn. Chúng ta là bạn đúng không? Dạ, chúng ta là bạn. Ok, mở cửa nào. Có ai đây không? Nghe tiếng báo động nhưng không thấy ai đây hết. Có ai đây không? Chắc là không đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào trong đây xem. Mình sẽ bắt một vài thằng trong đây. Mình nghĩ là vậy. Ok. Chúng ta đang... khoan, chúng ta có thể ấn bằng tay không? Mày. Wow! Đừng nhờn với cảnh sát em ạ. Đừng nhờn với cảnh sát, ok. Đừng nhờn với cảnh sát. Ok, tiếng chuông báo hiệu là chúng ta đang cần ăn đúng không? Chứ phải xuống phòng ăn để mình check xem nè. Most wanted. Hai thằng. Hello. Ê! Mày muốn bị bắt không? Ok. Player đang là innocent thì mình không thể bắn được nó. Mày dám làm cái gì đó là tao còng đầu mày luôn nha con. Ok, để thử qua chỗ đó xem có còng đầu được nó. Thằng này móc túi đấy. Innocent. Ok. Pin me. What? Mày có cái súng á? Mày úp. Mình bắn người vô tội. Thế là mình chết. Mình chết rồi. Vào tù rồi. Yeah bro, mình vào tù rồi các bạn ơi. Cảnh sát phải vào tù. Yeah. Cảnh sát tồi chứ không mình từng biết. Oh my god it. Ok, hello, bạn tù. G. Ok, móc túi cảnh sát nào, mình nghĩ là chúng ta sẽ giữ vào móc túi cảnh sát và... Yeah, chốn là khỏi đây một cách... bá ảo nhất có thể. Đùa thôi, nhưng mà, yeah. Let me móc túi vô. Let me móc túi vô chẳng hạn. Ok, Mày. Đánh cái cửa này để mà cái chỗ này nó mở ra các bạn ạ. Đây rồi, let's go babe, let's go. Ok. Mình nhớ không lầm là ở đâu đây nó sẽ có cái chỗ. Wait, what? Nó không có cái
Run! 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 No! 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 Oh! 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 No! 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 Oh! Oh! Chúng ta đam em, chúng ta đam em đi được, các bạn ạ, chúng ta đam em chạy ra được. Oh my god, cứu tôi, không, mình lại vào tù rồi. Jesus, ok, để mình nghĩ xem nào. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải có cái thẻ cảnh sát, và thứ hai, chúng ta cần phải trốn ra khỏi đây một cách an toàn nhất. Móc túi cảnh sát rồi nè. Mình nghĩ móc túi cảnh sát sẽ là cái ok nhất. Đi bạn ơi, đi móc túi cảnh sát với tôi nè. Như kiểu dở thói á. Mình đang từng làm cảnh sát mà bây giờ mình wow. No. Thằng nhóc này cùi bắp vai trường. Sida. Ok, để mình xem nào. Mình sẽ ra đây được nắm cách tiếp tục cái này. Ôi, có cảnh sát ở ngoài kìa. Có cảnh sát ở ngoài kìa. Làm sao để vào được đây? Cái này trong nhà. Free time. Everything is open. Make a phone call, mày, mình có thể gọi điện thoại, mình có thể gọi kêu người tới, mình có thể điện thoại kêu đồng bọn tới đây để cứu mình ấy, hiểu chưa? Ok, run. Ok. Oh, không, nó không biết mình đây. Wow! Quýt bài cảnh sát, tao phải cảnh sát. Oh my god, làm sao ra đây? Ây da. Không thể nào đi thế này được. Cửa mở kìa. Anh em lấy xe, nhanh, nhanh lên. Cửa mở, no, cửa đóng rồi. Dạ, anh mở cái cửa đi. No, mở cửa. Mở cửa, làm ơn. Cách nào nó không ra, ok, mình nghĩ là chúng ta còn phải đi ra ngoài này. Ấn vào đó để mở cái cửa này chẳng hạn. Freak, còn lại có cảnh sát mở cửa mà không vào mình, mình không đi chung với nó. Oh my god, you escape. Mình đây chúng thấy khoan, đây có cái xe này. Ok, make sure là mình phải lên được cái xe này không. Ok, lên bạn ơi, lên. Woo, buồn không, đi đâu ấy bạn. Oh my god. Ôi, mình đang ở đây. Kết. Wow. Ok. Bạn có thể vào đây mua được cái súng mà. Oh my Jesus. Là sao để mua súng được đây? Không mua được. Súng dở ba. Trả đây. Đi ra ngoài đi. No. Cái này là không được rồi. Ok, xin lỗi bạn. What? Nó là chủ cái xe này á. Ok, lấy tiền. Chụp tiền của nó, Ok. Chụp tiền của nó. Oh my god, nút E của mình có vấn đề. Ê. Bóp kẹt. Chúng ta có đồ ăn nữa, các bạn. Ngon quá. Nhầm. Cảnh sát nè. Nè cảnh sát đi. Đi khế dầm xe chạy rồi. Nó. Wait.
Uầy, su xe Fast and Furious. Wow, oh, wow, 35.000 đây mua. Bro, mày giàu đấy. Thế nó giàu chứ. Oh my god, nó bay trên đầu kìa. Bay trên đầu các bạn ơi. Lóc cái xe, ok lóc. Ow. Không có nào có thể bay. Xe này của mình. Xe này của mình. Ây da, ây da. Oh, oh. Cán cánh thép được không? Oh. Ok, ok. Ok. Oh my god. Mình có thể cứu được nó mà. Chạy thôi. Không, không thể vào được đây à. Mình đang cầm cái gì dưới đây? Oh, wow, 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 wow. Long, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ê, anh mày, anh ta. Wow. Đừng có giật điện. Ah! No, ouch, ouch, ouch. Ouch. Oh, oh my god. This run. Yo. Whoa. No. Whoa. Bro, that's it. Thật ra chúng ta đã bị bắt nha. Không ai cứu chúng ta cả. Chúng ta là những người fucking bullshit. Ok, các bạn đã nói xem mạng Roblox. Ok, rất là vui đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã nói xem Minecraft Gen Break. Dạ, dạ, nếu các bạn thích mạng những cái robot nào khác thì hãy like cái video này, comment ở phía dưới những video bạn thích. Và nha, yeah, nếu các bạn nào chưa subscribe cho mình. Còn một điều nữa các bạn nhớ là nếu bạn đã subscribe rồi hãy ấn vào cái chuông ở cạnh nút subscribe và bật tất cả thông tin từ mình lên. Đó là cái thứ mà các bạn có thể dễ dàng giúp mình và feed từ YouTube. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ gặp lại các bạn vào những video sau. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Peace.